Đây, anh em ơi, lồng bè à, anh em để ý xem anh em có đang đi những dòng xe mà có cái lồng bè nỉ như này không ạ? Đấy, nó sẽ hay bị xệ giống như này anh em nhá. Nếu anh em không xử lý sớm thì anh em sẽ thấy là cái lồng bè này sẽ bị đi, một là ngấm vào cái này thì nó sẽ xệ xuống, và thứ hai là đi càng lâu và khi mà đã xệ xuống rồi thì cái bùn đất bám lên đây nó sẽ lần nó xệ xuống, dần dần xệ xuống và đến cái bánh xe này của anh em và nó sẽ nát ăn đi nát hết cái lồng bè này của anh em. Và khi mà thay mới cái lồng bè này thì cái giá thì anh em có rất là cao, có thể lên đến là tổng khoảng 2-3 triệu một cái lồng bè này anh em nhé. Mà khi mà đã nát rồi, anh em bỏ ra 2-3 triệu để mà mua cái lồng bè này rồi về mà anh em đi lại tiếp tục lắp vào như thế thì nó lại bị luôn. Đây đằng trước đây. Đấy, con này thì có đến tận 4 cái lồng bè là bằng nỉ. Đây con này thì đã xệ xuống, anh em có thể nhìn thấy nó đã chạm được bánh xe này luôn rồi. Và đây con xe này thì là con xe bản này, bản 2023, là bản rất là mới nhé, từ cách có 1 năm thôi mà bây giờ đã tình trạng đã như thế này rồi. Thì anh em thấy thì anh đi một vài năm nữa thì cái tình trạng nó cực kỳ nát đấy. Thì có qua bên, nếu mà anh em mà đang sử dụng cái dòng xe có lồng bè nỉ như thế này thì anh em qua ngay bên em Agala Thái Nguyên để bên em xử lý cho các bác. Đây các bác có thể nhìn thấy đây là một cái lồng bè mà bên em đang tiến hành xử lý, thì anh em có thể thấy là cái lồng bè được tái tạo lại form, hòa cứng lại để chống ngấm nước. Khi mà đã chống được ngấm nước thì nó sẽ không bao giờ bị xệ nữa đấy. Và bảo hành cho anh em là 5 năm anh em nhé. Anh em mà bị như này comment ở phía dưới ngay dưới video để em tư vấn cho các bác, hoặc là